Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Quốc phòng Việt Nam nâng tầm cao mới. Việt Nam tấn công chính xác mục tiêu tầm xa trên biển nhờ hệ thống đặc biệt. Dù chưa sở hữu máy bay tuần thám cảnh báo sớm để phát hiện và dẫn bắn mục tiêu từ xa, tuy nhiên Việt Nam đã phát triển hệ thống cực kỳ thông minh để trang bị cho tàu mặt nước làm nhiệm vụ này. Trong khi đó, hai loại máy bay dùng cho tàu sân bay 003 Trung Quốc đang đóng vừa bay thử nghiệm đã gây chú ý lớn ở thế giới bên ngoài. Dự kiến máy bay cảnh báo sớm KJ-600 trên tàu sân bay sẽ nâng cao đáng kể khả năng của các máy bay chiến đấu, mối đe dọa lớn không thể không bận tâm của Mỹ. Về phía Nga, tàu ngầm hạt nhân chiến lược đã khai hỏa tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 9.000 km. Tất cả tin nóng quốc phòng sẽ có trong video ngày hôm nay. Việt Nam tấn công chính xác mục tiêu tầm xa trên biển nhờ hệ thống đặc biệt. Hiện nay trong tác chiến biển xa, đặc biệt là tấn công kẻ địch ở ngoài tầm phát hiện của radar tìm kiếm của tàu mặt nước, Hải quân phát triển thường sử dụng máy bay trinh sát cảnh báo sớm để tìm kiếm và phát hiện sớm mục tiêu đối phương. Từ đó chỉ thị cho tàu chiến quân ta tấn công bằng hỏa lực một cách vô cùng hiệu quả, có thể phát huy hết tầm bắn của các loại vũ khí sát thương. Dù vậy, quân đội ta hiện nay lại chưa hề được trang bị loại máy bay chuyên dụng này. Do đó, kể từ năm 2012, Viện Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng được hệ thống chỉ thị mục tiêu cơ động cho tên lửa đối hải từ tàu chiến của Hải quân ta công kích tàu mặt nước kẻ thù một cách hiệu quả. Đây là một bước phát triển quan trọng giúp vươn xa tầm quan sát cũng như tầm bắn của lực lượng tác chiến ta trên biển. Hệ thống được lắp đặt trên các tàu cảnh giới trinh sát trên biển của lực lượng ta có thể nhận nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu, tính toán tự động các tham số bắn cho tên lửa đối hải và truyền về cho sở chỉ huy. Theo đánh giá, hệ thống hoạt động đáng tin cậy, đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật đặt ra, góp phần nâng cao đáng kể tính năng và hiệu quả chiến đấu cho tàu tên lửa. Chức năng của nó khi được trang bị trên các tàu trinh sát của quân ta là trinh sát phát hiện sớm mục tiêu, tính toán tọa độ và tham số, nhanh chóng truyền thông tin về cho sở chỉ huy, các lực lượng tên lửa bờ, tàu mặt nước, máy bay chiến đấu và chỉ thị mục tiêu cho quân ta tấn công bất ngờ đối phương khi tàu địch nằm ngoài tầm phát hiện của radar tìm kiếm đảm bảo chính xác và phát huy tầm bắn tối đa của tên lửa chống hạm. Quân đội nhiều nước phát triển trên thế giới đều phát triển những hệ thống chỉ thị mục tiêu hiện đại. Ví dụ, quân đội Nga đã sản xuất và sử dụng trực thăng Kamov KA-32 có chức năng chỉ thị mục tiêu hay lắp đặt hệ thống chỉ thị mục tiêu trên máy bay cảnh báo sớm. Tuy nhiên, nhìn chung giá thành của những hệ thống này là vô cùng đắt đỏ, có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Có thể thấy rằng các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật Hải quân đã nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để thiết kế, xây dựng hệ thống chỉ thị mục tiêu từ biên ngoài trang bị, lắp đặt trên tàu cảnh giới, trinh sát cơ động trên biển. Nó đã được lắp đặt, thử nghiệm thành công và bàn giao cho các đơn vị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, các tàu hộ vệ tên lửa Gipad 3.9 của Việt Nam cũng đã được trang bị máy bay trực thăng Kamov KA-28. Trực thăng ngoài nhiệm vụ săn ngầm chuyên dụng, còn có thể sử dụng làm máy bay trinh sát phát hiện sớm mục tiêu để thông tin cho các tàu chiến của ta hiệu quả dù vậy với tầm hoạt động của trực thăng không thể có được khả năng thực hiện nhiệm vụ xa và lâu dài như trên máy bay cảnh báo sớm cánh cố định nhưng việc kết hợp cả nhiều phương pháp trinh sát cảnh báo phát hiện sớm và chỉ thị mục tiêu trên biển sẽ giúp nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công trong phát bắn cũng như tầm bao phủ rộng lớn trên biển khi mà lực lượng tàu chiến mặt nước trang bị tên lửa chống hạm của ta còn hạn chế. Chưa thể hoạt động rộng khắp thì đã có sự có mặt của tàu cảnh giới trinh sát là một điều vô cùng quý giá, hỗ trợ hơn nữa cho lực lượng ta tác chiến đạt hiệu quả cao. Phải nói rằng bằng trí sáng tạo cũng như tinh thần nhiệt huyết của quân đội, hệ thống chỉ thị mục tiêu của Viện Kỹ thuật Hải quân là một phương tiện hỗ trợ vô cùng đắc lực cho quân đội ta. Giải quyết hiệu quả những khó khăn trước mắt về việc thiếu thốn trang bị kỹ thuật, lại đảm bảo về giá thành, sản xuất, tự chủ được những thiết kế cũng như giữ bí mật tuyệt đối với thông số của khí tài. Dẫu vậy, trong tương lai, Việt Nam vẫn thực sự cần một loại máy bay cảnh báo sớm để chỉ thị mục tiêu trên biển. Bởi việc trang bị cho tàu mặt nước có tốc độ di chuyển chậm hơn máy bay rất nhiều, hơn nữa tầm quan sát bao quát cũng không thể bằng máy bay cảnh báo sớm chuyên dụng. Khả năng bị đối phương tấn công cũng khó hơn khi dùng máy bay, bởi tàu trinh sát rất dễ bị tổn thương trước hỏa lực của kẻ thù nếu bị lộ nhiệm vụ. Hy vọng không còn xa nữa, chúng ta sẽ có máy bay cảnh báo sớm thực thụ để kết hợp cùng với lực lượng cảnh báo trên biển, tạo thành thế trận liên hoàn, rộng khắp, bao quát một khu vực rộng lớn trong toàn bộ lãnh hải để Tổ quốc không bị động, bất ngờ từ phía biển, nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Hai loại máy bay dùng cho tàu sân bay 003 Trung Quốc đang đóng vừa bay thử nghiệm, có gì đặc biệt? Chuyến bay đầu tiên của máy bay J31 phiên bản cất hạ cánh trên tàu sân bay và KJ600 được cho là chuẩn bị trang bị cho tàu sân bay 003 của Trung Quốc đã gây nên sự chú ý lớn của thế giới bên ngoài. Ngày 29 tháng 10, những bức ảnh về chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J31 hay FC31 sơn màu xanh đã lan truyền trên Internet. Theo các bức ảnh, máy bay có cánh có thể gặp lại đặc điểm chung của một loại máy bay hoạt động trên tàu sân bay. Tin tức cùng ngày cho thấy, loại máy bay cảnh báo sớm KJ-600 dùng cho tàu sân bay cũng đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Nguồn tin của Mỹ ngày 29 tháng 10 cho biết, một số bức ảnh được giới quan sát phát hiện hôm nay cho thấy đây là hai loại máy bay chủ chốt của loại máy bay tác chiến trên tàu sân bay tương lai của Trung Quốc là máy bay chiến đấu tàng hình hai động cơ mới và máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Hai loại máy bay này đều sẽ cất cánh từ tàu sân bay 003 trong tương lai của Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chụp ảnh chuyến bay của chiếc KJ-600 mới nhất xuất hiện trên internet vào ngày 29 tháng 10 là khi nào. Nhưng nhiều nguồn tin có thể thấy đây là sản phẩm của Trung Quốc có tính năng tương đương và cũng rất giống nhau về ngoại hình với chiếc AV-ACS E2D kiểu mới nhất của Hải quân Mỹ. Theo các báo, mô hình vật lý của chiếc KJ-600. Lần đầu tiên đã xuất hiện trên bong của bệ thử nghiệm tàu sân bay ở Vũ Hán vào năm 2017. Khi đó được tuyên truyền, nguyên mẫu sẽ bay lần đầu tiên vào năm 2020. Nguồn tin dự đoán KJ-600 có thể được trang bị radar mảng phá quét điện tử chủ động hai mặt, có thể xoay thay vì sử dụng ba tấm anten radar xếp hình thành hình tam giác như máy bay cảnh báo sớm KJ-2000, được quân đội Trung Quốc trang bị trước đó. Thiết kế này có lợi cho việc tăng tối đa diện tích của anten radar, do đó tăng số lượng và công suất của các thành phần module được lắp đặt trong đó. Thiết kế này quyết định hiệu suất chính của radar mảng pha ở mức độ lớn. Truyền thông của Mỹ ngày 29 tháng 10 cũng cho rằng, đồng thời với máy bay chiến đấu tàng hình mới J-31 của Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu tiên, KJ-600 cũng đã tiến hành bay thử nghiệm và tung ra những bức ảnh mới nhất. Theo các báo, KJ600 đã được công khai cách đây vài năm dưới dạng một mô hình vật lý, và mẫu của chiếc máy bay này đã bắt đầu được các chuyến bay thử nghiệm chuyên sâu vào mùa hè năm 2020. Dự kiến máy bay cảnh báo sớm KJ600 trên tàu sân bay sẽ nâng cao đáng kể khả năng của các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay. Một nguồn tin khác đưa tin với kinh nghiệm phong phú gần đây của ngành hàng không Trung Quốc trong việc phát triển các máy bay cảnh báo sớm hiện đại. Có lý khi cho rằng KJ600 sẽ phục vụ hàng không mẫu hạm 003 vào khoảng năm 2025. Theo nguồn tin, không khó để tưởng tượng rằng khi tàu sân bay 003 của quân đội Trung Quốc đi vào hoạt động trong tương lai, cả mấy loại máy bay mới này đều sẽ xuất hiện trong danh sách các máy bay có cánh cố định của Hải quân Trung Quốc với các máy bay chiến đấu mà nó mang theo. Bao gồm máy bay cảnh báo sớm và máy bay tác chiến điện tử hoàn toàn mới không khác gì với các loại máy bay cùng loại trong Hải quân Mỹ. J-31 hay Senjang FC-31, Gifacon là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi thế hệ thứ 5 hạng Trung do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thẩm Dương tự bỏ vốn nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, được truyền thông Trung Quốc gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như FC-31, J-31, J-35. Tác giả thiết kế là Tổng Công trình Sư Tôn Thông của Không quân Trung Quốc, Viện sĩ Công trình Trung Quốc. Tàu ngầm hạt nhân Nga nã siêu tên lửa đạn đạo tầm bắn 9.000 km Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Kiyad Oleg đã khai hỏa tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Bulava có tầm bắn 9.000 km từ biển trắng gần vòng Bắc Cực tới bãi thử Kura ở vùng Kamchatka. Thông tấn của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quả tên lửa Bulava đã được khai hỏa từ tàu ngầm Kinyas Oleg hôm 21 tháng 10 trong hoạt động thử nghiệm cấp nhà nước tức cấp cuối cùng trước khi chiếc tàu ngầm mới này được biên chế về đơn vị chiến đấu. Các đầu đạn của tên lửa đã thành công bay tới đích trong khoảng thời gian dự kiến, Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Trong đoạn video ngắn về vụ phóng do quân đội Nga công bố, quả tên lửa được phóng vào ban đêm, vọt lên từ mặt biển rồi lao thẳng lên không trung. Bulava là ICBM hiện đại nhất của quân đội Nga. Mỗi quả đạn có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, đạt tầm bắn từ 8.000 đến 9.000 km, Tên lửa có kích thước nhỏ gọn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, tốc độ bay rất cao. Trong khi đó, Kiyas Oleg là tàu ngầm lớp Borei thứ 5 của Nga và là chiếc thứ hai thuộc phiên bản nâng cấp Borei A. Tàu được khởi đóng vào năm 2014 và hạ thủy giữa năm 2020. Tàu ngầm lớp Borei A được thiết kế bởi viện thiết kế Rubin nổi tiếng. Tàu dài 170m, rộng 13,5m và có lượng dã nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt tới 56 km h Tầm hoạt động không giới hạn. Dự trữ nhu yếu phẩm của Borei đủ cho thủy thủ đoàn dùng hơn một năm mới cần tái nạp. Tàu ngầm lớp Borei A có khả năng mang theo 16 quả tên lửa Bulava và được trang bị ống phóng ngư lôi 533mm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nếu so với các tàu Borei, tàu ngầm lớp Borei A có khả năng tàng hình, cơ động và di chuyển dưới biển sâu tốt hơn cũng như hệ thống điều khiển vũ khí được cải tiến. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.